Xin giới thiệu với các bạn một cái bộ nhíp nhỏ để làm xe kéo, xe lôi, xe ba bốn bánh loại nhỏ, loại này 4 lá, dài 50, bản rộng 5, lá mỏng 5 mini. Nói chung bộ này có thể sử dụng trong cái giới hạn tổng tải trọng là 350 kg, là sử dụng hoàn toàn hợp lý. Phụ kiện thì vẫn cứ đầy đủ nhé các bạn nhé, vẫn có cao su 6 chiếc, vẫn có mõ động và mõ tĩnh, ốc ác là tất cả các dòng ốc đều là ốc chống trôi đấy, cao su đẹp đấy. Bộ này em bán 550.000 đồng các bạn nhé, đầy đủ phụ kiện luôn, tất cả phụ kiện đều rất là đẹp. Mọi chi tiết có thể đặt hàng qua số điện thoại 0983 818 955. Bộ này em có bán trên Sendor và Shopee, các bạn có thể đặt ở dưới link sản phẩm, dưới phần mô tả sản phẩm nhé. Em cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì có thể đăng ký dùm mình để ủng hộ cho kênh, và bật chuông thông báo để mỗi lần có sản phẩm mới đăng lên thì sẽ nhận được thông báo ngay khi video mới đăng lên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình.